Thưa quý vị và các bạn, không gian mà tôi đang có mặt tại đây chắc hẳn rất quen thuộc với tất cả chúng ta đúng không ạ? Đây chính là không gian của nhà hát lớn Hà Nội, công trình được khởi công vào năm 1901 và khánh thành 10 năm sau đó vào năm 1911, được xây cất phỏng theo mẫu của nhà hát Opera Paris. Nhà hát lớn Hà Nội và quảng trường nhà hát là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và thủ đô, cùng với đó là các ngày lễ, buổi biểu diễn mang tính nghệ thuật cao của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Vâng, với những dấu ấn đó thì công trình này đã trở nên thân thuộc đối với nhiều người dân Việt Nam chúng ta, đặc biệt là đối với những người con của thủ đô. Và mới đây, một mô hình tỷ lệ 1:50 của nhà hát lớn Hà Nội đã được thực hiện. Không gian tôi đang đứng đây thực chất chính là của mô hình này. Thưa quý vị, cũng cần phải nói thêm, dự án nhà hát lớn được thu nhỏ ở tỷ lệ tương đương là 1:50, có kích thước chiều dài là 1m50 và chiều ngang đó chính là 70cm, cao lên đến là 60cm. Nguyên liệu sử dụng đa phần là gỗ kèm theo một số nguyên phụ liệu như là nhựa và kim loại, với sự kết hợp giữa tay nghề thủ công và các công nghệ chế tác. Vâng, thưa quý vị, công trình hiện đang sở hữu bởi anh Ngô Xuân Minh. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình, anh cho biết tuổi thơ của mình có nhiều kỷ niệm gắn liền với nhà hát lớn Hà Nội khi được nghe những bản giao hưởng cùng với bố mẹ. Dự án được anh Nguyễn Chương thực hiện, mà theo như anh Xuân Minh chia sẻ là một người chưa từng đặt chân đến Hà Nội, chứ đừng nói là chạm tay vào công trình trăm tuổi này. Vậy mà sẽ không ít người phải giật mình vì cảm xúc của tác giả mang đến hơn cả một bản mô hình khô cứng đúng không ạ? Điều đó được thể hiện qua hàng ngàn lượt like và bình luận của cộng đồng mạng dành cho tác phẩm này. Hy vọng em không nhầm, nhưng có phải trước đây anh từng nói là chưa đến nhà hát lớn bao giờ đúng không ạ? Thực sự, nhìn tác phẩm của anh rất chân thực đấy ạ. Đỉnh của chóp, theo dõi anh Trường Nguyễn làm từ những ngày đầu, mỗi lần được xem từ một chi tiết nhỏ, một góc nhỏ của công trình, và giờ đã được chiêm ngưỡng toàn bộ công trình. Hôm nọ đi lang thang, vừa ngó mô hình trong nhà hát lớn, chợt nghĩ không biết nhà hát lớn có không thì hôm nay thấy siêu phẩm này. Tình cờ xem tác phẩm trên Facebook trước khi tới tay bạn Minh, khâm phục cả những người làm lẫn người sưu tập. Mỗi người lại yêu Hà Nội theo một cách riêng, và tình yêu nào cũng cần làm mới nhỉ? Ý tưởng tuyệt vời, công trình thật xuất sắc và rất tỉ mỉ. Càng xem càng mê, mỗi chi tiết là cả tâm huyết của người làm ra mô hình chuyên nghiệp. Phải có niềm đam mê bất tận mới có thể làm ra những chi tiết tỉ mỉ và sắc nét đến như vậy. Phải nói là quá đẹp luôn. Đỉnh cao hơn 100 năm trước vẫn giữ được đẳng cấp. Vâng, vừa rồi là những bình luận và tình cảm mà cộng đồng mạng dành cho mô hình nhà hát lớn Hà Nội. Như đã đề cập, mô hình này được thực hiện bởi anh Nguyễn Chương, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Lạt. Đáng chú ý, anh Chương cũng chưa từng đến Hà Nội. Sự kết hợp giữa quá trình thực hiện thủ công và những công nghệ chế tác hỗ trợ mô hình đã được ra đời sau 4 tháng kỳ công thực hiện. Qua quá trình thực hiện dự án này cũng là nội dung tiếp theo của hashtag 247 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Không một bản vẽ chi tiết có sẵn. Cả công trình được anh Nguyễn Trương phục dựng bằng góc nhìn của mình thông qua các ảnh chụp lại cùng với một bản vẽ phác cũ tìm được trên Internet. Ban đầu khi nhận được lời mời thực hiện dự án, anh chia sẻ cũng không dám nhận lời làm, vì khi xem qua các hình ảnh cũng thấy rất choáng ngợp vì quy mô và sự chi tiết của công trình. Nhưng rồi cũng thực hiện vì đam mê thôi thúc. Phải mất hết 4 tháng để anh Trương cùng một người cộng sự của mình hoàn thành tác phẩm. Nói chung là mình đam mê mô hình, làm mô hình từ nhỏ. Càng lúc thì mình càng muốn cái level nó lên. Hiện tại vẫn còn bản vẽ ở đây. Bản vẽ ở trên mạng rất là mờ. Tôi thực hiện, tôi cảm thấy bài tập này nó rất là hấp dẫn với tôi, cho nên tôi nhận. Mô hình sử dụng nhiều công cụ và rất nhiều những kinh nghiệm, kỹ năng của người thợ. Phần thân chính chủ yếu được thực hiện thủ công, song với các chi tiết nhỏ hơn của công trình như cánh cửa, bờ lan can, cột trống, mái vòm thì được in mẫu 3D hoặc cắt bằng máy CNC sau khi có vẽ digital. Tuy chỉ chiếm khoảng 10% khối lượng công việc, nhưng máy móc đã hỗ trợ cho người thợ có những khối mẫu ban đầu. Sau đó, kỹ năng làm bằng tay sẽ là chủ yếu để nối ráp chi tiết, sơn vẽ mô tả những dấu vết của thời gian trên mô hình. Như chi tiết con sơn này cần phải đến khoảng 300 mảnh và anh Trương cùng cộng sự đã phải chỉnh sửa, mài từng đơn vị bằng máy sau khi nhân bản. Với sự tỉ mỉ và kiên trì như vậy, công trình không chỉ được phục dựng hoàn hảo mà còn mang cái hồn riêng và cảm xúc cho người xem.
làm sao để thực hiện có thể giống nhất với công trình thực tế thì kỹ các cái nét, cái điểm đặc điểm của cái công trình là mỗi cái công trình khác nhau, mà chung quy cơ sở là mình phải kỹ tính, phải thật kỹ tính, và mình phải hiểu là mình làm cho rất nhiều người xem, cho nên rất nhiều người họ đam mê với những cái lĩnh vực này á, họ nhìn vô họ sẽ có cảm xúc. Hiện tại, tất cả quy trình thực hiện mô hình nhà hát lớn Hà Nội đang được anh Trương đăng tải trên trang Facebook và YouTube của mình là Trương Nguyễn Creator. Trước đó, anh Trương cũng đã thực hiện mô hình nhịp cầu Long Biên, tỉ mỉ với từng chi tiết dù là nhỏ nhất, từ các bố cầu, nhịp cầu duyên dáng, đường ray xe lửa ở giữa cầu và hai làn đường nhựa hai bên hay lan can cầu. Với tình yêu và sự đam mê của mình và sự hỗ trợ từ công nghệ, có lẽ sẽ còn nhiều hơn những công trình mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử sẽ tiếp tục được thực hiện bởi đôi tay tài hoa này. Thưa quý vị và các bạn, không chọn cách giải cứu thông thường là hỗ trợ mua hàng hay vận chuyển miễn phí. Mới đây, Viettel Post đã chọn giải pháp ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ các hộ nông dân Hải Dương thông qua sàn thương mại điện tử Vỏ Sò cũng như hệ thống logistics thông minh. Bằng cách này, Viettel Post nhận định sẽ đảm bảo được cả hai yếu tố, giá tốt cho người nông dân và chất lượng cho người tiêu dùng. Cụ thể hơn, trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò của Viettel Post sẽ mở các gian hàng của chính các hộ nông dân Hải Dương để cung cấp 5 loại nông sản bao gồm trứng gà Cẩm Đông, gà đồi Chí Linh, ổi Thanh Hà, bắp cải, su hào. Đại diện Viettel Post cho biết trong ngày 4 tháng 3, những gian hàng đầu tiên của bà con nông dân Hải Dương đã được tạo lập và đi vào hoạt động trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.